chào cả nhà, dân chào cô chú anh chị các bạn trong cộng đồng mạng trong ngoài nước. Hai anh em con chúc nha, con ngày mới luôn vui vẻ và nhiều sẽ bình an. Thì cả nhà ơi, hôm nay anh em con đem quà đến nhà của ông Hai mà con đã từng quay cho cái nhà xem mà ông Hai ngồi xe lăn đó, cái nhà còn nhớ không? Thì một lát đó anh em con sẽ vào bên trong nhà và con sẽ cảm ơn cô chú đã giúp đỡ nha. Và đi thôi cả nhà ơi. Thì cái nhà hai anh em con mua xe xe lăn cho ông Hai này cả nhà. Thì con mua là 2.956.000, hai anh em con đi hai chỗ luôn mà không có bán, thấy gì con đặt trên mạng luôn. Rồi, anh em con sẽ đem vô nhà nha. Con chào ông Hai và bà Hai. Để con tháo quà ra rồi con trò chuyện với ông Hai và Hai nha. Trời ơi, tân sao quán kỹ vậy? Con đố ông Hai cái này là cái gì? Không biết. Trong đó là trong đất đó một cái nó gần thân. Đâu anh Tân? Wow. Ông Hai thấy đẹp không? Con lựa đó. Hả? Nó có cái khớp. Nó có cái khớp lên tầng. Hả? Có đồ thắng luôn á. Con hy vọng Hai khoái xe này. Xe kia thì nó không có hai bên, bên đây thì nó có đồ ấy chân. Bó ra chợ. Còn gì trong hũ cục tùng nữa không anh Tân? Được nhiều. Hả? Trong hả? Trong đây có nhiều không? Gì? Có thắng nữa. Có nhiều. Ở bên xe bên ông Hai cũng có thắng nè. Có thắng bên đây có thắng. Dạ. Không ra xe này đâu như vậy. Anh Tư đem gà luôn anh Tư. Hình như khó đẩy vậy, thấy nó cứng vậy. Nó khóa lại là mở khóa vậy. Mở khóa đây nè anh Tư. Hai cái, khóa là chừng. Chiếc xe này chắc mua trắng mắt chịu hết chú. Dạ. Này... chịu bạc, chịu. Ông Hai ngồi thử đây. Nó có đồ thắng trong hai đây luôn nè. Ủa, hai cái này để làm cái gì ta? Hai cái đó hả? Để si cua hay sao đó? Si cua gì ta? Không biết. Hai cái để làm cái gì? Nào. Hai cái để nhận ốc thì có chốt là không biết nó nằm ở đâu. Chốt rồi. Đâu ta? Vì mình để nó vô lại đi. Bỏ em không mua hàng này là hàng chính hãng luôn, cái nhà thấy không? Rồi, xong. Rồi, con sẽ vào trò chuyện với ông Hai và Hai nha. Đẩy cái giống cái xe đó không? Dạ. Cái đó bóp đó là thắng đó bà Hai. Thắng thật luôn. Đâu có thắng nè, có thắng đâu. Tôi có hình chưa chỉnh lại hay gì á. À kìa, chưa chỉnh lại cái này nó có kẽm nè, cái này nè dễ để nè, chưa chỉnh lại anh Tư.
cả nhà ơi, bây giờ con sẽ đọc cô chú giúp đỡ cho ông Hai và bà Hai nha. Thì thứ nhất là có cô Út Thủy ở Gò Vấp 1 triệu, anh Nguyễn Văn Chương 500 ngàn, cô Tám ở thành phố Hồ Chí Minh 200 ngàn, cô Thủy ở Mỹ 5 triệu, và cô Dung Huỳnh 500 ngàn. Thì con tổng cộng số tiền là 7 triệu 500 ngàn. Thì con mua xe lăn là 2 triệu 956 ngàn, còn lại là 4 triệu 544 ngàn. Thì bây giờ con sẽ trao hết số tiền để cho ông Hai và Hai mua gì đó trong gia đình nha. Ông Hai, cho con gỡ ông số tiền lại giùm con. Có gì ông điếm lại giùm con. Ông Hai có lời gì muốn nói với cả nhà? Dạ, nói hỏi ông bác. Tôi đang nghe ra lên giết tao tôi đi. Nó giấc mang ơn mấy người hỏi ông bác giết tao với tôi. Dạ. Tôi không biết gì làm ra được. Thôi ông Hai cố gắng niệm Phật đi ông Hai. Con à đây nè, con em có đem cái máy niệm Phật nè. Ông khi nào ấy ông bấm này lên y gan cái logo mình vậy nè, bấm lên vậy nè. Dạ. Vậy nó hiện số nè, mình sạc y gan cái điện thoại mình vậy đó. Nó có nhiều kinh lắm. Dạ. Dạ, nhiều lắm. Rồi ông bắt lên cho con gỡ cho ông. Ông bán luôn. Rồi hổm giờ hai ông bà như thế nào, có khỏe không? Đi cũng thế nào ra. Đi cũng nó thêm đời. Mình số tiền này đừng chó chúng ta không má. Là sao ông Hai? Chó nào người ta. Mình không có tiền. Rồi dám gì người ta cho mượn. Rồi đi ra không có về, không có tiền trả cho người ta. Dạ. Bây giờ có chị em giúp đỡ cho ông nhiều cũng trả đỡ cho người ta. Dạ, nó không nói vậy đó. Rồi giờ về đây không có tiền. Rồi giờ vậy là ông Hai còn bộ đi bệnh viện nữa. Đi bệnh viện mới về là lúc bà chú ra đây chụp hình đó, là chiều là đi liền đó. Ổng huyết áp có 7, 7 rưỡi. Ổng không có biết người nữa trơn. Kêu xe đi mà không có tiền. Đó, rồi mới đi chịu. Rồi mượn chấm giường trả cho người ta mà chưa mượn nữa. Bây giờ là mượn của ta nhiêu tiền không? Mình mấy 50 triệu. Bây giờ phải được trả. 50 triệu nhưng mà tiền này là phải có 4 triệu. Dù thiêu cũng đang nghĩ. Còn như con? Còn 4 triệu 544 ngàn. Ví dụ không có mình chết, mình đã đi vậy mới không mượn á. Anh ta có kê lờ không hay? Dạ không, anh ta cũng thấy mình nghèo. Cái nhà người ta thấy ông đau quá đau, người ta giúp đỡ cho mượn tiền đi nằm bệnh viện. Nằm bệnh viện tới 7 ngày mới về hình như là mới là tới hơn tuần nữa chú. Đúng rồi, cô chú gỡ con là còn 300 ngàn nữa mới được 300 ngàn nữa mới được 7 triệu, cái con cũng đắp thêm 300 ngàn cho ông bà. Và qua ngày sau, cái có cô gỡ thêm 500 đó là 7 triệu rưỡi. Tôi không biết gì nào mà. Mà sao mình lại đớn lên. Chứ không sao đâu ông Hai. Ông Hai cố gắng niệm Phật cho con là được rồi. Rồi bác sĩ như vậy rồi. Có nói ông cùng bệnh gì thêm là huyết áp không ha? Bị tim đó. Nó mong mệt thì nó mệt. Nó mệt mất thở á. Chẳng lẽ tụ huyết áp luôn. Bác sĩ coi sống hay nào đáng hay nấy. Vậy là ông trả cái này là còn có thiếu người ta còn nhiêu nữa? Chắc còn chuyện ngoài nữa chú ơi. Mượn là 5 triệu. Bây giờ có nhiêu mình trả đỡ nhiêu, năn nỉ ra. Anh nói tôi mới mớ có tiền cả nữa.
Vậy tôi cũng tận tình mang ơn hai chú. Cũng dài con, cũng hình như cách đây cũng hình như mười mấy ngày đó con mới đến đây một lần nữa nha. Do là con lúc đó là con đăng lên là chưa có mạnh vương giúp đỡ, cái thử ra là con mất đỡ cô chú giúp đỡ rồi con mới đến đây. Ông hai, ông thấy xe này sao ông hai? Đẹp rồi đó chú, đâu có được chịu đó. Mà con quên đó, cái nhà con sơ ý là không có đâu chú, vì tay nó sụi nó cũng lăn không được đâu, đẩy gì đi cái tay này sụi thì đâu có đi được. Mình lăn tầm bậy xe đụng chết, cày cho vợ đẩy đi, cho bà đẩy đi. Chứ có tay sụi này đẩy tầm bậy tầm bà không được. Con mua màu vậy cho ông, nhầm khi còn đi nó cũng dễ thấy đường nữa, nó có màu vàng vàng nữa đó. Yeah. Ông dễ phân biệt người đây nó mua xe. Ở kia đen quá thiệt. Dạ. Nhưng chiếc xe cũng rất cảm ơn chú, chứ không có xe đi. Không. Nếu mà bà hai cảm ơn. Trời ơi. Chiếc xe kia bảy bánh nên là giá giùm mà không giá nữa. Bảy bánh nè. Vì giá giùm nó còn không giá nữa. Mặc vợ đi tới đầu kinh ngoài mình giá hình như không dễ gì bên xe, xe này không có dòi, xe này không có giá gì á, xe này không dễ gì á, xe này tốt rồi. Xe này đẹp mà không biết sao mà răng được, là nó khó răng xe kia. Dạ để không khó gì đẩy nó còn mới, nó hơi bót á. Dạ hả? Dạ lát nó về kêu ảnh con bà hai á chỉnh cái bánh này lại, nó hơi cứng nè. Bánh chỉnh bánh này đó ha. Dạ đúng rồi, bánh này nó hơi đơn, đúng rồi đơn bột hợp bánh này luôn. Nó không, nó bẻ ngang đi từ từ, nó cũng trơn, lấy mà bò thai vô. Dạ. Nó trơn trơn ngay mỡ dầu mỡ chế vừa mới mà nó phải bóp rồi. Bữa mà con cũng làm suy nghĩ hoài, cô giúp đỡ cho ông hai mua xe. Chứ con thấy mà nhà con ông hai thì cũng có xe rồi, nhưng mà ông hai thì cần số tiền để đi khám bệnh. Thử ra con suy nghĩ hoài à. Thôi con tính nói cho cô Thủy biết, nhưng mà thôi con cũng mua xe luôn. Mua xe được, rất cảm ơn. Vậy là bây giờ là ông còn mệt đi hoài luôn hả? Còn mệt hoài đúng rồi. Nó muốn mệt nổi cơn lên, mệt thở không nổi. Mắt vợ vuốt vậy nè. Vuốt hoài cho nó mới xuống, sức dầu vô vuốt cho nó khỏe, mình được nói chuyện được. Ông bà ăn cơm được không? Sáng ăn được một chén, giờ chưa đói kìa, bớt miếng ăn được rồi. Uống thuốc rồi, ông ăn cơm ít mà tối cái bắt ăn thêm miếng nữa, uống thuốc. Ông uống cơm mà, rồi uống thuốc vô. Không ăn thì sốc vô. Dạ. Anh em con thì cũng nếu mà có duyên nữa anh em con sẽ lần sau đến đây cùng trò chuyện với ông hai và bà hai. Dạ. Thì anh em con cũng cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã giúp đỡ cho ông hai có được xe lăn nè, và có được dư ít tiền để cho ông hai để đi khám bệnh. Anh cảm ơn hai chú ơi. Ngoài đồng mà dạ lát nó con chỉ cho ông hai. Bây giờ anh em con chúc cô chú luôn mạnh khỏe và hẹn gặp lại cái ngày trong những tử ha.